Năm 2019, ngành công nghiệp mỹ phẩm thế giới chứng kiến một cú sốc khi hai YouTuber là Shane Dawson và Jeffree Star cùng kết hợp mở bán lần đầu bộ mỹ phẩm do chính tay họ thiết kế và sản xuất. Mặc dù đã lựa chọn Shopify là một trong những web bán hàng khủng nhất nhì thế giới, thế nhưng chỉ trong vòng vài phút, website này đã quá tải và ngừng hoạt động vì số lượng đặt hàng quá lớn. Khi Shopify hoạt động trở lại, toàn bộ 1 triệu bộ sản phẩm đã được bán hết veo trong vòng 30 phút, thu về doanh số khổng lồ là khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Sự phát triển vượt bậc của công nghệ và sự ra đời của các nền tảng chia sẻ video khiến tất cả mọi người dù bình dân đến đâu cũng đều có thể trở thành người ảnh hưởng. Chỉ trong vòng hơn 10 năm, nền kinh tế học sáng tạo Creator Economy giờ đây đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là mức độ cạnh tranh sẽ trở nên cực kỳ gắt gao nếu không khéo léo tìm được nhiều nguồn doanh thu. Kết quả nhà sáng tạo thu về sẽ chỉ là hư danh phù phiếm, những con số like sắp tuy nhìn thì cũng vui, nhưng không thể mài ra mà ăn được. Vì vậy, trong clip này chúng ta cùng tìm hiểu 5 cấp độ kiếm tiền từ 5 nguồn thu nhập khác nhau giúp nhà sáng tạo như bạn đạt thành công bền vững trong nền kinh tế hiện đại và mới mẻ này. Level 1. Quảng cáo trong luồng. Với một người nghiệp dư khi mới chân ướt chân ráo vào nghề làm video, phần lớn chúng ta phải dựa vào mô hình kiếm tiền do platform đặt ra, trong đó phổ biến nhất là quảng cáo trong luồng. Quảng cáo trong luồng giải thích theo cách đơn giản nhất là loại quảng cáo bất lịch sự xuất hiện khi khán giả đang xem video của mình. Trong mô hình này, một yếu tố trung gian, tức là quảng cáo, bắt buộc phải chen ngang giữa nhà sáng tạo và khán giả. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ thì mô hình này không hoàn toàn đơn giản như vậy. Để một quảng cáo xuất hiện được trước mắt khán giả, chúng ta cần có thêm ít nhất 4 yếu tố trung gian khác là platform, agency, nhãn hàng và sản phẩm. Platform trong trường hợp của dân sáng tạo video là các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook và Instagram. Agency là công ty marketing đã tạo ra clip quảng cáo. Họ cũng chính là cò, là trung gian làm việc với các platform để phân phối quảng cáo trên video của chúng ta. Nhãn hàng là những nhà tư bản hút máu, hay nói cách khác là các công ty kinh doanh sản xuất và dùng màu quảng cáo để thuyết phục khán giả mua những sản phẩm chẳng ai cần đến. Với một mô hình cồng kềnh như thế này, giả sử mỗi khi quảng cáo xuất hiện chúng ta kiếm được 1 đô la, thì mỗi khâu trung gian cũng cần 1 đô la để vận hành. Lưu ý rằng con số này chỉ là tương đối để giúp anh chị em hình dung một bức tranh toàn cảnh. Như vậy, tuy creator nhận được số tiền bèo bọt là 1 đô la, nhưng tổng chi phí cho quảng cáo này là 5 đô la. Vậy tất cả chi phí này là do ai chi trả? Platform trả tiền cho creator, agency trả cho platform. Nếu cứ lần ngược lại theo hướng đi của dòng tiền, chúng ta sẽ thấy người chi trả cuối cùng chính là khán giả. Nói cách khác, giá trị của sự chú ý ở đây là 5 đô la. Ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là nguồn thu nhập lớn nhất của creator, trong đó mô hình của YouTube là ưu việt nhất. Nhìn chung, cấp độ kiếm tiền thứ nhất này vẫn dựa trên mô hình kém văn minh lịch sự, gọi là quảng cáo chen ngang của media truyền thống, bán hàng bằng cách làm gián đoạn sự chú ý của khán giả. Ở các cấp độ sau, chúng ta sẽ thấy công nghệ giúp phá bỏ mô hình chen ngang này, giúp chúng ta bỏ bớt các khâu trung gian, tiếp cận gần hơn và kiếm tiền trực tiếp hơn từ khán giả của mình. Level 2. Booking Affiliate. Khi bỏ đi yếu tố quảng cáo, nghĩa là bỏ đi người đã tạo ra quảng cáo là agency, chúng ta sẽ có mô hình kiếm tiền thứ hai là Influencer Marketing, tạm dịch là marketing với người có ảnh hưởng. Với Influencer Marketing, khán giả sẽ không còn bị gián đoạn bởi các quảng cáo nhảy bổ vào giữa video nữa. Nhà sáng tạo khéo léo đưa thông tin về sản phẩm dịch vụ vào làm thành một phần không tách rời của content. Hình thức thứ nhất của Influencer Marketing là Booking, hay còn gọi là Brand Deals, hoặc hợp tác với nhãn hàng. Trong đó, nhà sáng tạo nhận một khoản cố định cho một chiến dịch video. Hình thức thứ hai là Affiliate, hay còn gọi là tiếp thị liên kết. Nhà sáng tạo nhận thù lao tỷ lệ thuận theo số lượng sản phẩm bán được. Các chiến dịch Influencer Marketing đều thường rơi vào một trong hai hay kết hợp cả hai hình thức này. Khi creator được phép lựa chọn sản phẩm phù hợp với nội dung và đặc trưng khán giả, tỷ lệ chuyển đổi, tức là tỷ lệ mua hàng sau khi xem video, tăng lên đáng kể so với cấp độ 1,
Vì vậy, influencer marketing hiện đang là một trong những xu hướng hot nhất của marketing hiện đại. Level 3, tự thiết kế sản phẩm. Từ mô hình của cấp độ 2, bỏ tiếp yếu tố nhãn hàng, chúng ta có mô hình thiếu lâm tự, tức là tự thiết kế sản phẩm. Đây chính là mô hình mà hai YouTuber Shane và Jeffrey đã áp dụng được giới thiệu ở phần mở đầu video. Điều đặc biệt hơn, trước khi mở bán, họ đã làm một series 9 tập miêu tả toàn bộ quá trình lên ý tưởng, thiết kế và sản xuất bộ mỹ phẩm này. Tất cả những drama bi hài kịch của thế giới thời trang làm đẹp được đưa vào sống động như một show truyền hình thực tế. Thậm chí những chiêu trò cạnh tranh bẩn thỉu, những quyết định kinh doanh táo bạo, nhạy bén đều được tường thuật trực tiếp đến từng chi tiết. Với khả năng kể chuyện tài tình, mỗi tập phim này mang về trung bình 15 triệu view và đương nhiên là mang lại thêm một số tiền không nhỏ cho nguồn doanh thu cấp độ 1 quảng cáo trong luồng. Nhưng điều quan trọng hơn, một mũi tên mà lại trúng hai đích, ý tưởng marketing thiên tài này giúp quảng bá và tạo ra sự quan tâm của khán giả suốt một thời gian dài hơn nửa năm, kết quả thu về là doanh số 40 triệu đô la trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Ví dụ này cho thấy sức mạnh của mô hình tự thiết kế sản phẩm và bán hàng bằng kênh YouTube. Mô hình này rất phù hợp với các kiểu content, nội dung hướng dẫn, chia sẻ kiến thức hoặc chủ đề xoay quanh một sản phẩm cụ thể. Còn đối với các nội dung giải trí và nghệ thuật thuần túy, nhà sáng tạo vẫn thường bị xem là ngố tàu khi tập tọa bước chân vào thế giới kinh doanh. Tuy nhiên, những nền tảng mới tiếp tục ra đời, chẳng hạn như PrintUp giúp creator dễ dàng tạo cửa hàng, tạo sản phẩm cho fan. Bạn chỉ cần đưa logo, thương hiệu kênh và các sản phẩm lưu niệm và đặt giá bán tùy thích. PrintUp đảm nhận tất cả các khâu nhận đơn hàng, sản xuất, giao nhận, kế toán, nghĩa là tất cả những sở đoạn mà trong dân sáng tạo không ai muốn làm. Bạn cũng không ngán ngại bất kỳ sự cạnh tranh nào bởi sản phẩm sẽ được quảng bá ngay trên kênh của mình. Đối thủ đâu có được sự yêu mến, sự chú ý mà khán giả dành riêng cho bạn. Level 4. Donate trực tiếp. Từ mô hình kiếm tiền cấp độ 3, bỏ tiếp khâu sản phẩm, chúng ta có mô hình donate trực tiếp. Khán giả cảm ơn nhà sáng tạo bằng cách ủng hộ tài chính trực tiếp cho thần tượng của mình. Đến nay, hầu hết các platform đều hỗ trợ hình thức donate trực tiếp này, với YouTube là Super Chat, Super Sticker, với TikTok là quà tặng, còn với Facebook là sao. Chẳng hạn, thời gian gần đây, trong cộng đồng nhà sáng tạo lan truyền thông tin một TikToker kiếm được 700 triệu tiền donate chỉ trong một tháng. Chúng ta biết rằng khán giả của TikTok chủ yếu là Gen Z và Gen Alpha, thường thu nhập chưa cao, vậy nên chỉ một thông tin đó đủ thấy khi giảm bớt các khâu trung gian thì tiềm năng của nền kinh tế nhà sáng tạo lớn đến mức nào. Level 5. Đa nền tảng. Đến cấp độ 4, chúng ta thấy giữa khán giả và nhà sáng tạo chỉ còn lại yếu tố platform. Nhiều người cho rằng nhân tố này không thể xóa bỏ được bởi nếu không có platform thì content không thể tiếp cận với khán giả. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng với việc phân phối nội dung. Trên thực tế, ở cả 4 cấp độ trên, trong rất nhiều trường hợp, nhà sáng tạo thiết kế hệ thống riêng của mình tạo ra doanh thu mà không thông qua platform. Chẳng hạn ở cấp độ 4, donate trực tiếp, nhiều người chỉ cần để thông tin PayPal hoặc số tài khoản ngân hàng là nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Hoặc giả sử platform chính của mình là YouTube, mình vẫn có thể lấy video đăng tiếp lên TikTok, lên Facebook, không cần phụ thuộc 100% vào platform chính nữa. Sự cạnh tranh giữa các nền tảng khiến cho sức mạnh và tầm quan trọng của mỗi ông lớn đều yếu đi. Ngoài ra, khi kênh phát triển hơn, các công ty media, các hãng truyền hình liên hệ trực tiếp xin phép sử dụng clip của bạn trên các nền tảng media truyền thống khác, tạo thêm thu nhập cho nhà sáng tạo. Lưu ý rằng ở đây các nguồn doanh thu được chia thành 5 cấp độ để vẽ ra một bức tranh lớn của nền kinh tế học sáng tạo. Đừng ngây thơ mà nghĩ rằng mình đang kiếm tiền ở cấp độ này thì không thể kiếm được tiền ở cấp độ khác. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng nếu làm content theo hướng câu view rẻ tiền, có thể sẽ đạt được thành công nhanh chóng ở cấp độ thấp. Nhưng, để có được nguồn thu nhập từ các cấp độ cao hơn và đa dạng hơn thì nội dung rẻ tiền không thể làm được. Vậy nên, từ bức tranh lớn này, chúng ta biết nâng niu chăm chút hơn cho content của mình sang xịn mịn, hấp dẫn hơn nữa. Tất cả cho khán giả sẽ cho tất cả. Hẹn gặp lại gia đình Việt Creators trong video lần sau.